Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt tại là ấp Long Yên, xã Long Bình Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý cô chú anh chị. Thì ở phía sau lưng em Hậu đây là đường quốc lộ 22B. Đấy, từ đây cho tới đường quốc lộ 22B như quý cô chú anh chị thấy á, là nó chỉ có khoảng 50m thôi. Thì từ đây chúng ta đi tới ngoài quốc lộ 22 quẹo trái là sẽ tới chợ Long Yên, cũng như là cảng Bến Kéo, hoặc là lúc trước á, là cái cảng xi măng Phi Cô quý cô chú anh chị. Đấy, thì từ đây cho tới cái chợ Long Yên á, còn gọi là chợ Bến Kéo á, thì nó chỉ có 100m thôi, rất là gần. Đấy, thì bên đây phải em Hậu đây là cái căn nhà mà em Hậu muốn gửi đến quý cô chú anh chị. Thì căn nhà này có một diện tích bé bé xinh xinh, thì cũng phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu ra riêng hoặc là định cư tại cái khu vực xã Long Thành Nam nha. Thì cái căn nhà này nó nằm ở trước là mặt tiền đường nhựa nè. Đấy, thì nhà thì hơi cũ một tí. Đấy, thì anh chủ nhà có chia sẻ đó là đây cũng là một cái căn, cái tổ ấm của anh chủ nhà hồi xưa giờ. Nhưng mà do là ảnh mới mua được một miếng đất bự bự to to, nó cất một cái nhà lên nên cái căn này thì cũng gọi là dư, không có nhu cầu sử dụng. Đấy, thì anh chủ nhà có nhu cầu là mong muốn gửi cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh để bán giúp anh chủ nhà. Thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị đến đây để mà thuê cái căn nhà này đó, nhưng mà anh chủ nhà cũng chưa có cho thuê. Thì ở đây thuê thì một tháng cũng phải 1,5 triệu của cô chú anh chị. Đây, thì ở phía trước chúng ta sẽ có là một cái máy tôn. Máy ở phía dưới là đã có tráng xi măng rồi ha. Đấy, nhà thì ở đây chúng ta có cái cửa là cửa sắt, cửa sắt 6 cánh. Đấy, thì nhà nó hơi cũ một tí xíu ha quý cô chú anh chị. Đấy, thì ở đây xin mời quý cô chú anh chị vô xem ha. Đây là cái khu vực phòng khách nè. Thì nhà này thì cũng lâu rồi. Đấy, nhưng mà đây là một cái tâm huyết, cũng như là cái nhà đẻ trứng của anh chủ á, nó là nhờ ở đây mà anh chủ là mua được những cái miếng đất khác, cất được những cái nhà bự bự khác cho quý cô chú anh chị. Nó thì quý cô chú anh chị nào mình về đây mình sở hữu căn nhà này thì em Hậu cũng mong muốn rằng sau này thì quý cô chú anh chị cũng sẽ giống như cái anh chủ nhà này. Đó, thì từ một cái ngôi nhà bé chúng ta có thể là mua được những cái miếng đất lớn, những cái ngôi nhà lớn ha. Thì ở đây tiếp tục là chúng ta sẽ đi xuống cái khu vực phòng ngủ ở phía sau ha. Thì ở đây là cái đường luồng nè. Thì anh chủ nói là giống như là để cho cái lọc cho quý cô chú anh chị nào về đây sở hữu cái căn nhà này, nên nó khi mà quý cô chú anh chị đồng ý thì anh chủ sẽ tặng hết toàn bộ đồ đạc, nội thất, mọi thứ lại hết cho quý anh chú, cô chú anh chị luôn ha. Từ bàn, ghế, giường, tủ, nó kể cả cái tủ lạnh nè cũng tặng cho quý cô chú anh chị luôn. Thì nhà có thêm một cái máy lạnh nữa, một tivi nữa. Đó, thì ở đây là nhà có một cái phòng ngủ nè quý cô chú anh chị. Đây, đây là cái phòng ngủ ha. Thì tặng cho quý anh chị cái máy lạnh xanh vô luôn. Đó, thương hiệu đàng hoàng nha quý cô chú anh chị. Đấy. Thì những cái tủ, những cái tủ lạnh nè, tủ này kia mọi thứ là tặng cho quý cô chú anh chị luôn. Đó, ở đây thì chúng ta cũng có thể làm một cái không gian sinh hoạt chung, hoặc có một cái nơi nghỉ ngơi để một cái giá võng hay là cái gì đó, bàn ghế ở đây cũng được. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái không gian một sàn nước, phòng bếp. Đấy, ở đây nó hơi tối một tí xíu thì quý cô chú anh chị mình có thể gắn thêm đèn ha. Thì ở đây thì có khu vực nấu nướng nè. Chúng ta sẽ có một cái toilet ở phía sau. Đấy, bồn nước đó. Nhà tắm ở phía sau này nha quý cô chú anh chị. Đấy, máy giặt rồi cũng tặng cho quý cô chú anh chị hết luôn. Đó, thì anh chủ nói là bây giờ qua wow, cái căn nhà mới nên cũng muốn là sẽ sắm những cái vật dụng mới, nên sẽ tặng hết mọi thứ này cho cô chú anh chị. Đó, nên quý cô chú anh chị nào chúng ta về đây thì có thể là dọn vào và ở ngay thôi. Đấy, thì chúng ta khi mà về đây thì bắt đầu là chúng ta sẽ tập trung kiếm tiền. Đó, kiếm nhiều hơn nữa. Đấy, để sau này có thể là
alo cho kênh mua bán nhà đất Tư Ninh để có thể là mua được những cái miếng đất lớn hơn, những cái căn nhà lớn hơn nha. Đấy, thì ở đây mà đến chợ, trường học thì nó cũng rất là gần. Thì quý cô chú anh chị nào mà chúng ta có thể là buôn bán ở chợ rồi thì cũng thuận tiện ha. Trường học thì kế bên thì con cái chúng ta cũng đi là đi học cũng thuận tiện. Đấy, thì sau đây em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đất của căn nhà này nha. À, thì thửa đất của chúng ta là số là 561, là tờ bản đồ số 11, địa chỉ là ấp Long Yên, xã Long Hành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nè. Cái diện tích đất của chúng ta là 88,9. Đó. Và tất cả gần như là được hết thổ cư rồi. Đây được 70,6 rồi, còn 18,3 mét là chưa có thổ cư thôi. Đấy. Thì theo cái sơ đồ giấy á, là ở phía trước chúng ta sẽ có là 3,63 mét. Đó. Chiều dài là 25. Đó, nhưng mà anh chủ nói là ở đây là do là cái hồi trước á, là cái tường á, là do là còn dư ra là tới thêm 2 tấc nữa. Đó. Thì nên quý cô chú anh chị nào chúng ta về đây thì cứ trao đổi trực tiếp với anh chủ nhà về những cái thông tin cũng như là cái giá bán ha. Thì hiện tại anh chủ nhà mong muốn bán cho quý cô chú anh chị một cái căn nhà mặt tiền đường nhựa nè, thuộc xã Long Bình Nam, có chiều ngang là 3,63 mét trên giấy, cách đường quốc lộ 22B chỉ có là 50 mét và cách chợ Long Yên là 100 mét, với một mức giá là 850 triệu. Thì với mức giá là 850 triệu thì quý cô chú sẽ sở hữu một cái căn nhà mặt tiền đường nhựa, dọn vào ở ngay sẽ được tặng toàn bộ nội thất từ máy lạnh, bàn, tủ, giường, ghế. Đấy, kể cả một cái tủ lạnh rất là mới. Đấy, thì quý cô chú anh chị nào quan tâm đến cái căn nhà này thì có thể nhấc máy ngay gọi ngay cho em Hậu cũng như kênh bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 ha, hoặc là số điện thoại là 0961 555 455 để em Hậu cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị chúng ta đi xem những cái bất động sản ha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán ký gửi bất động sản, nhận quay video về nhà đất tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Thì quý cô chú anh chị nào chúng ta có nhu cầu quay video về bất động sản thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Thì đừng quên đăng ký cho em Hậu cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để cho em Hậu thêm có động lực để gửi quý cô chú anh chị những cái bất động sản mới ha. Thì ở bên đây chúng ta có thể nhìn thấy ở xa bên đó đó, xéo qua là văn phòng ấp Long Yên nha quý cô chú anh chị. Đấy, rất là gần. Thì sau đây thì em Hậu sẽ đi theo cái con đường này để ra quốc lộ 22B cũng như là đến chợ Long Yên để cho quý cô chú anh chị chúng ta tham quan được cái khu vực này ha. Xin mời quý cô chú anh chị theo chân em Hậu. Từ cái căn nhà này nè, mong quý cô chú anh chị chúng ta đi về hướng bên đây á, là sẽ ra cái đường của xí nghiệp Mi Stream nha.
đó, đó là xí nghiệp mai nha quý cô chú anh chị. Đấy, từ đó từ đây tới đó chỉ có 50 mét thôi, và đây thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng ra đường quốc lộ 22B nè. Này thì ở đây thì quý cô chú anh chị đã thấy được cái đường quốc lộ 22B luôn rồi, rất là gần. Nên quý cô chú anh chị nào mà chúng ta đi làm xa hay nó thì tối về thì cũng là đường xá rộng lớn. Từ đây nếu mà quý cô chú anh chị chúng ta đi hướng tây phải là sẽ đi về thành phố Tây Ninh nha quý cô chú anh chị. Đấy, thì còn quẹo trái là chúng ta sẽ đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, phía trước là đường để về vào cái cảng Phi Cô như là cảng Bến Kéo nha quý cô chú anh chị. Còn đi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về hướng là thành phố Tây Ninh. Thì bên tay trái em hậu đây là chợ Long Yên, đấy, của xã Long Thành Nam. À, cái khu vực này thì rất là đông đúc. Quý anh chị mình về đây mình kinh doanh buôn bán thì rất là thoải mái ha. Thì từ đây chúng ta chỉ chạy khoảng chừng 50 mét nữa là sẽ đến là đường vào cảng Phi Cô và Ủy ban Nhân dân xã Long Thành Nam. Đấy. Quý cô chú anh chị thấy đây là mặt đường quốc lộ 22 nên lượng xe cộ qua lại rất là đông. Thì, chúng ta mà từ Sài Gòn lên á, thì tới bất động sản này chỉ có 80 km thôi quý cô chú anh chị. Đấy. Bên tay phải em hậu đây là cảng Phi Cô nè. Đấy. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ có cửa hàng xăng dầu 62 và tiếp theo là sẽ là Ủy ban phường Long Thành Nam. Đấy. Thì bên tay trái em hậu đây là công ty Midstream. Công ty Mai Midstream. Thì quý cô chú anh chị nào mà ở xa chỉ cần về đi theo quốc lộ 22 về tới Tây Ninh, tới Ủy ban Nhân dân xã Long Thành Nam thì có thể alo cho em hậu. Đây. Cái công ty này còn có tên là Thi Vina. Đây. Vina. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.